Vâng, thưa các bạn, sân khấu đã lên đèn và tôi nghĩ là tất cả các tuyển thủ cũng đều đã sẵn sàng cho màn quyết chiến này rồi. Và những cái màn trash talk vừa rồi cũng đã thể hiện thấy được là bên phía của Hawalai họ vẫn đang rất là tôn trọng đối thủ, còn ngược lại UG đang là một cái khát khao chiến thắng. Và nếu như anh Trung nhìn thấy một bên là chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, của một bên là tôi sẽ nghiền nát họ một lần nữa, thì anh đánh giá bên nào cao hơn? Tôi lúc nào cũng đánh giá LBL cao, lúc nào cũng vậy, tại vì tôi là một LBL có hồn mà. Tôi rất thích xem LBL thi đấu. Ngày hôm qua là một trong những minh chứng cho câu chuyện đó, rất sôi nổi và rất hấp dẫn. Và bây giờ tuyển thủ đầu tiên bước ra sân khấu đó là đường trên của Hawalai Sport, Doran. Cái bước đi rất là tự tin và thoải mái đến từ Doran. Chúng ta chắc cũng đã quen thuộc với cái bầu không khí này. Và chúng ta đến với cái tên thứ hai, người đi rừng hàng đầu ở tại LCK, Peanut. Peanut thì không cần bàn tới rồi, anh ấy là một trong những huyền thoại của LCK. Một trong những huyền thoại đã mang lại rất nhiều những chiếc vô địch danh giá cho đội anh ta tham gia. Còn đây, nhà vô địch của chung kết thế giới 2022, Zika. Một gương mặt rất là thân quen đối với các bạn hâm mộ của chung kết thế giới và bộ môn liên minh huyền thoại khi đã có một cái màn như Corrin. Còn đây sẽ là một sống lưng vàng đến từ bên phía của Hawalai, khi mà các đường khác của họ đã gặp vấn đề thì vẫn còn đó, thân tiện Viper. Viper vẫn luôn luôn đảm bảo được cái vai trò gánh đội của anh ta. Và để có thể đảm bảo tốt nhất cái vai trò đó của Viper thì người hỗ trợ cho anh ta không ai khác ngoài D-Line. D-Line thì không cần bàn tới rồi, khả năng mở giao tranh cũng là một trong những người chơi hỗ trợ hàng đầu thế giới tính tới thời điểm hiện tại với những gì mà anh ta đang có được. Anh ta đã cùng với lại Gen.G và bây giờ là Hawalai Sport gặt hái rất nhiều những thành công. Còn bây giờ top lane của BLG, chắc để cùng nhìn về phía sân khấu cho đó người chơi đường trên hiện tại đánh giá vô cùng xuất sắc, Bin. Thật sự rất là tuyệt vời, rất ngạo nghễ phong thái của Bin khi tiến vào sân khấu. Và cái hàng vé này là một hàng vé rất là mắc tiền. Đúng vậy, khi mà bạn được đứng đây, bạn được chạm tay tuyển thủ. Và chạm tay ai kinh thiên? Bin. À, tiếp theo đó là Xin, người đang có một cái thông điệp rất là rõ ràng: tôi sẽ nghiền nát Peanut một lần nữa. Khi mà năm trước BLG cũng đã đánh bại đội tuyển của Peanut ở Genji. Và chúng ta cũng đến với gọi là dị nhân tay trái, người duy nhất, có vẻ là duy nhất đúng không? Người duy nhất ở trong liên minh điện thoại đánh chuột với lại bàn phím trái ngược tay nhau, đó chính là Nai. Còn đây thì không cần phải bàn tới, xạ thủ hàng đầu, một gương mặt vô cùng điển trai, một sát thủ thật sự ở khu vực đường dưới. Eo, và chắc chắn rồi, đi cùng kèm anh ta ngày hôm nay sẽ là một hỗ trợ mà tên anh ta tuy gọn nhưng rõ ràng mỗi khi nhắc đến tên anh ta, chúng ta sẽ thấy tất cả mọi ánh đèn sân khấu để được bật lên. On hỗ trợ. Và chúng ta có thể thấy được đó là cái phong thái rất tự tin đến từ bên phía của BLG khi tiến vào một cuộc đối đầu sống còn với Hawalai Sport. Hai hạt giống số 1 mang niềm tự hào đến từ cả hai khu vực LPL và khu vực LCK. On cũng là một người đã mang cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc trái ngược nhau trong những trận đấu mà anh ta mang tới. Những cung bậc cảm xúc dâng trào với màn trình diễn rất là thăng hoa, và đôi khi anh ta cũng có những pha xử lý vô cùng chấm hỏi, nhưng không sao. Đây sẽ là cuộc đấu lớn và tôi nghĩ là sẽ có những cái cung bậc cảm xúc như vậy, nó mang cho chúng ta những cái điều gì đó gọi là hấp dẫn hơn. Tôi rất là thích Leona chét bụi của anh ta. Quá thú vị, quá sôi nổi. Đôi khi anh ta không tiếc chiêu, đôi khi chứ cái việc không tiếc chiêu đó lại là một trong những công cụ nó có thể hâm dọa đối phương nếu như đối phương yếu vô phía. Cho nên để xem là liệu trong ngày từ đó hôm nay thì BLG sẽ quyết định cho Leona trong tay của On hay không, hay có thể sẽ chuyển sang cho vị tướng khác. Tôi nếu nhắc tới On tôi thích con Blitz hơn. Hợp lý. Những cái cú kéo đến từ Blitzcrank của On cũng thật sự mang lại nhiều cảm xúc dành cho chúng ta. Hụt cũng cảm xúc mà trúng cũng cảm xúc. Nói chung là On là một người chơi mang tới rất nhiều cảm xúc. Nhưng mà xét về mặt cảm xúc thì trên giấy tờ đây chắc chắn là một cái cặp đấu được đánh giá là cảm xúc nhất, hay nhất ở tại kỳ chung kết thế giới này, đáng mong chờ nhất. Và chúng ta sẽ đến ngay với phần cấm và chọn được tài trợ bởi Omen HyperX. Bên phía Hawalai Sport, họ sẽ xuất phát ở phía đội xanh và họ ngay lập tức loại bỏ đi Kalista. Aurora được cắm từ bên phía của BLG thì tôi nghĩ rằng sẽ áp lực cho bên phía của Hawalai có cắm đi con bài Yone hay không, hay là để hở ra hay chính bản thân của BLG sẽ cắm đi cả Aurora và Yone. Tôi nhớ không nhầm thì Nai cũng đã gọi là chia sẻ là anh ta có thể đánh được Yone ở trong cái phiên bản này rồi. Cho nên đây sẽ là một cái thử thách dành cho Hawalai trong mặt cắm chọn. Họ vẫn chưa cắm Yone mà BLG nhiều khả năng mới là đội cần phải áp lực bị cắm ngược lại, tại vì ZK múa vô đây cũng rất ghê. Đúng là như vậy. Và bây giờ phía bên phải là cứ cắm Yone với Aurora. Chúng ta thấy ngày hôm qua con Aurora nó múa cỡ nào cũng múa kinh cả, cho dù rơi vào tay của ai đi chăng nữa. Cho nên đó cho tại sao mà BLG quyết định cắm đi hai vị tướng này, hai vị tướng đang được đánh giá là OB ngay tại thời điểm của chung kết thế giới ở phiên bản này của chung kết thế giới.
Còn trong cái đó thì bên phía của Hai Quay Sport họ quyết định là cấm một vị tướng mà Xuyên thường hay sử dụng trong khoảng thời gian gần đây, khi mà tất cả các cánh đều có thể carry được thì Xuyên chỉ việc chọn những vị tướng hỗ trợ trong đội của mình. Thì Skanner là một vị tướng quá hữu hiệu để có thể mang vào bên trong một ván thi đấu và Hai Quay Sport quyết định cấm nó. Còn BOG họ tự cấm Zack bởi vì Doran cũng là một trong những người chơi Zack khá là tốt. Có một điểm rất là lạ là thường các đội tuyển bên phía đội xanh thì họ sẽ ưu tiên để lại con Skarner để first pick, nhưng lần này Hawaii họ lại loại bỏ đi. Nhưng ui, wow, u sớm vậy hay lắm. Họ tôi cũng hơi bất ngờ ấy, tại vì BOG hiện tại họ đang chưa có một đội hình thuộc dạng combo combo. Nếu như đội hình combo combo dựa trên những cái yếu tố chiêu cuối thì chúng ta có thể nhìn thấy được là Salah sẽ được chọn ở trong tầm có khoảng sự lựa chọn thứ tư, sự lựa chọn thứ năm. Nhưng Hawaii Sport rất tự tin lấy Salah dành cho Zika. Nhưng mà bên phía của BOG ngay lập tức cũng đang có một màn đáp trả khá tuyệt vời. Nếu như Ari mà không kèm theo Vi thì tôi cảm giác hơi uổng dành cho bên phía BOG. Ari Vi hoặc là Ari Nocturne được. Ừ, và Xuyên là một trong những người chơi Vi khá là tốt. Để xem. Thật ra thì tôi nghĩ là cái việc chọn Salah từ bên phía của Hanolai cũng đã có cơ sở, tại vì Ari được lộ ra. Cho nên họ cảm nhận Ari có thể xuất hiện. Ari lộ ra thì họ cảm nhận rằng là nay khi mà có con Ari thì anh ta sẽ auto pick. Cho nên họ đón đầu trước bằng con Salah luôn. Nói chung là cũng lựa pick khá là thú vị từ bên phía của Hanolai. Còn cơ bản từ bên phía của BG mà thôi, đó chính là V Ari kết hợp với nhau. Để xem cái màn đáp trả từ Hanolai sẽ là gì. Tôi cảm giác là bên phía của BG họ đầu tiên á, người một trong những người không bao giờ nên phép được đánh con Yone đó là ZK thì hợp lý rồi. Thứ hai cái lượt lựa chọn Vi này để kèm với Ari, và thứ hai nữa đó là họ phải ban luôn con Vi của Pinax, tại vì những con Vi ở khu vực LCK rất là nguy hiểm. Có một cái thú vị đến từ bên phía Hawaii Sport là họ đang cho Doran đánh theo kỳ cánh mạnh, tức là cái cánh thắng được. Con Na là con Na phủ đầu bất chấp tất cả các kèo luôn. Bởi vì chúng ta nhìn, bây giờ chắc là có mỗi Kassante hoặc là một vị tướng nào đó theo dạng đấu sĩ của đường trên mà tay ngắn. Điều này sẽ giúp cho con Na của đường trên rất dễ thắng được. Tôi nghĩ là như vậy. Còn trong khi đó thì rừng ở trong giai đoạn tại nó vẫn đang là một dấu chấm hỏi. Delay cũng có thể chọn hoặc Binet cũng có thể lấy con Bobby. Dù gì mà nói thì Binet đã từng cầm Bobby và cũng từng thắng con Bobby này với tỷ lệ thắng vô cùng cao. Cho nên chính vì lý do đó Bobby này hiện tại đang là một sự lựa chọn mở nhiều hơn, so với việc nó sẽ bị cố định ở trong vai trò hỗ trợ. Còn BOG chốt phay đầu tiên bằng Rumble luôn. Quá là con Rumble, cảm giác là có vẻ hơi hiền dành cho Bin khi mà anh ta hoàn toàn có thể để lượt counter pick này ở lượt cuối. Khi mà con tướng mà này chúng ta nhắc tới Camille. Camille là con tướng có khả năng solo kill Na từ giai đoạn laning cho tới cả cái giai đoạn đi đẩy đường đơn. Nếu tầm hai món thì Na chỉ có đẩy lính từ xa rồi chạy thôi, chứ không dám đứng đẩy lính với lại Camille. Hoàn toàn có bị áp lực solo kill rất là nặng, nhưng lần này thì bên phía của Bin an toàn hơn. Có lẽ đây là một kỳ chung kết thế giới rất là đổi mới đối với Bin khi mà anh ta đã bắt đầu đánh Rumble lên tay rất là nhiều rồi. Những kỳ World trước hoặc là MSI trước thì Bin đánh Rumble chưa được thuận lắm. Nhưng những lượt cấm tiếp theo khi mà trong đội hình sở hữu VRE chắc chắn phải là bỏ đi Saya, một trong những vị tướng có khả năng né được cái combo nhất kích tất sát đến từ bộ đôi này. Và liệu có cấm luôn cả một con bài mà ngày hôm trước Lenin đã mang ra hay không, đó chính là con bài Morgana. Một con bài mà khi được chọn một cái là con Vi cảm giác như là gần như không có tác dụng. Đó là Morgana rừng. Morgana rừng thì nghĩa là Bobby đã có mặt ở trong vai trò hỗ trợ rồi. Nên là bên phía của Hanoi hoàn toàn có cân nhắc điều đó. Tôi nghĩ rằng Morgana thì nó cũng là một cái công bài chiến thuật theo kiểu là đánh riêng cho một người phải có trend từ trước. Cho nên đánh một cách bất đắc kỳ tử như vậy thì sẽ hơi khó. Bên phía của anh online sẽ chọn một cách cơ bản mà thôi. Rồi. Anh Trí chọn mà tôi nghe nó chết chóc đi. Bất đắc kỳ tử nó hơi ngược với chữ bất ngờ xíu nha anh Trí. Nó hơi khác tí xíu. Ash được chốt đến Hawaii Sport, tức là nghĩa là ở trong giai đoạn hiện tại họ đang chưa nghĩ tới cái câu chuyện là sẽ cầm Morgana đi rừng nha. Tại vì nếu như bạn cầm Morgana đi rừng, con Ash là R1 đơn vị, cho nên là vẫn có thể sẽ tốt và đứng kế bên để hỗ trợ. Cho nên cái việc mà cấm đi con Ash này, như vậy là phía Hawaii Sport đang chưa đưa con Morgana vào trong cái list chọn của họ ở trong hai sự lựa chọn cuối cùng. Còn trong đó BOG bắt buộc sẽ là con Rail hoặc là một vị tướng nào đó mở theo kiểu là chống chịu một tí xíu. Rail hoặc là Leona, một trong hai, và chốt đến từ on là con Rail. Nó ok mà thôi. Tại vì ở trong giai đoạn hiện tại cái khả năng bắt người, khả năng cố định là điều cần thiết. Thì việc Rumble cần có một sự hỗ trợ đến từ số huy hoàng là điều cần đến từ Rail này. Và trước khi đến Rail còn lại có thêm một cú nguy đường thẳng, nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong cái quá trình cố gắng gây sát thương theo thời gian đến từ Rumble trong tay của Bin. Còn trong đó Hawaii Sport họ hiểu được vấn đề, họ cảm giác giai đoạn này nó sẽ cực kỳ căng thẳng, cho nên họ bắt buộc phải chọn những vị tướng thắng đường ngay từ giai đoạn cực kỳ sớm. Na thì cũng cần bàn tới, và bây giờ có thêm Ezreal khu vực đường dưới để nhằm gia tăng cái khả năng thắng đường nữa. Ezreal, một vị tướng có khả năng an toàn dành cho bên phía của Viper, và hỗ trợ anh ta cũng là một vị tướng có khả năng bảo kê nữa, Alistar. Đây là một cầu đôi đường dưới rất an toàn dành cho bên phía của Hawaii Sport. Còn bây giờ sự lựa chọn cuối cùng sẽ nằm trong tay của Elf, anh ta sẽ dùng gì đây Jerry? Wow, Jerry bây giờ là thua đường nát luôn với con Ezreal, cho nên hơi mệt.
lấy Miss Water nó hợp lý hơn. Đánh bằng R. Đội hình này cũng BLG, ui đội hình này căng thế nhờ. Đội hình này giống như bên kia Salad, phân bên lát ok các bạn, bên lát chúng tôi bứt luôn đội hình chiêu cuối luôn. Để coi bạn có thể lấy được cái gì của chúng tôi. Và chính sự tự tin này đang giúp cho anh phía của BLG có thể sẽ suy nghĩ tới câu chuyện thắng trong ván thi đấu này. Còn ngược lại Howlin' Sport, nhiệm vụ của họ sẽ vô cùng quan trọng. Họ cần phải đưa một tư thế cực kỳ hòa bình trong giai đoạn đầu để cho có khoảng thời gian tích mắt nước mắt cho SU, để cho có một khoảng thời gian mà Salad bắt đầu hoàn thành xong bốn trang bị đầu tiên để có thể tấn công. Từ đó họ sẽ dễ chơi hơn. Còn ngược lại BLG, cấp 6 này chơi được. Tôi nghĩ rằng là bên phía của BLG thì họ ở trong khoảng giai đường cũng sẽ cần hòa bình một tí, tại vì con Vi cũng cần farm. Còn phía bên kia thì là con Bobby có khả năng săn bằng được ở trong những cấp độ ban đầu. Và chờ xem thử là cả hai bên đã có được những cái chiến thuật nhất định rồi. Cảm giác bên phía của BLG là một đội hình dễ đánh hơn với những cái cú chiêu cuối ở cái cấp độ 6 và những cái trang bị đầu tiên, thì cái đội hình combo combo này sẽ giao tranh rất khỏe. Còn ngược lại phía bên kia cũng có những cái nhân tố gây đột biến như Na, như Silas. Và chúng ta sẽ cùng đến ngay với bản bình luận của chúng ta. Cảm ơn ba vị phân tích viên của chúng tôi và chào mừng các bạn đã đến với tứ kết 2 của Chung kết Thế giới năm 2024, cuộc đấu giữa LCK Seed 1 và LPL Seed 1. Nhưng thật trớ trêu, họ đều kết thúc với vòng thể thức Thụy Sĩ không phải là tỷ số 3-0 mà là 3-1 dành cho Highlight Sport. Trong khi đó BLG, họ đã rất vất vả để có thể có được một chiếc vé vào vòng tứ kết khi mà hút chết ở trong cặp thi đấu cuối cùng, đụng độ với G2 Sport khi mà G2 Sport họ đâm vào hàng Baron. Và từ đó thì họ đã có mặt ở đây đối đầu với một đại diện ở giá rất mạnh, đó là Highlight Sport. Vừa rồi ở phần cấm và chọn thì tôi và anh Lâm cũng đã bàn nhau qua rồi và cảm giác được là Highlight Sport đã có một lối cấm chọn thông minh hơn và dễ đánh hơn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta chính thức đến với những diễn biến của cặp ván đấu đầu tiên trong cặp đấu giữa Highlight Sport đối đầu với cả Bilibili Gaming. Một ván đấu cần nhiều điều kiện đến từ BLG. Đầu tiên là họ cần phải thắng đường ở nhiều vị trí, đường giữa và đằng trên ở trước cấp độ 6. Và hơn nữa thì cặp đôi Vi kết hợp Ari cần phải tận dụng một cách tối đa. Bi đã bị tấn công. Thôi xong rồi, Bin đang bị giữ lại, Bin đang bị tấn công, mất rất nhiều máu, bị làm chậm, bị đu vào tường, tấn công mất cực kỳ nhiều máu luôn, phát bắn thần bí trúng. Và chưa gì Bin đã mất đến gần trắng cây rồi, và chắc chắn là Hanwhalai sẽ không muốn để cho anh ta ở lại. Đang bắt đầu băng trụ, bắt hụt, nhưng mà đó là pha combo đến từ Delay, đỡ phát sát tường thử trụ cực kỳ tốt. Nhưng Nai đã đến và Doran cũng đã phải lên bảng đếm số, nhưng ở bên phía này thì sao, Delay tốc biến né được cú xuống ngựa của On. Như vậy là một đổi một ở pha thi đấu rồi. Tuy nhiên chiến công đầu thuộc về Highlight Sport, nhưng chiến công đầu đó nó lại nằm vào tay của Delay ở pha thi đấu vừa rồi. Rõ ràng là một tín hiệu không vui dành cho Highlight Sport ở pha thi đấu đó. Trong đó mạng được nhường dành cho Nai thuộc về BLG. Highlight Sport họ cũng đã có ý đồ rất là kỹ, đó là họ chờ cho tầm khoảng 3 giây để cái trụ reset dam, rồi sau đó họ mới lao vào. Bởi vì trước đó thì Peanut đã bị một vài phát bắn ấy từ trụ nữa rồi. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì chúng ta đang có một tình huống là cả hai team đều đang muốn đổi đường ở đây, nhưng Doran là người lên cùng với Viper. Trong khi đó L đi chung với On, cú ở nhảy ngựa để lùi về bởi On. On và L đã tưởng rằng là Viper sẽ ở đây một mình và Doran sẽ di chuyển ra đường giữa hoặc xuống dưới đi luôn. Nhưng đó là một tình huống mà Doran di chuyển khá là thông minh. Anh ta lên, anh ta đỡ một nhịp tấn công của bên phía Bilibili Gaming và sau đó anh ta mới dịch chuyển xuống cánh dưới. Như vậy là đổi đường này thì nó cũng chưa tạo được một cái điểm nhấn gì cả. Nó chỉ là gọi là đổi cái khu vực đi đường thôi. Để xem là Na trong tay Doran, anh ta quyết định di chuyển xuống khu vực đường dưới này. Trong khi đó thì Bin không mất đi cái di chuyển ở tình huống vừa rồi. Sau đó thì rõ ràng người chơi đường trên của BLG họ sẽ có những cái lợi thế nhất định cho những tình huống di chuyển tiếp theo. Trong khi đó thì kèo đấu này trước cấp độ 6, con bài Salad sẽ gặp rất nhiều khó khăn với cái sức sát thương đến từ Ari rỉa máu dần dần theo thời gian, kết hợp với cả cái sốc điện nữa. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua hai người chơi đi rừng xem sao. Vi trong tay của Swain đang ăn 3 bãi của rừng ở mảng trên. Trong khi đó thì cũng là như vậy đến từ Peanut. Bây giờ liệu xem có những tình huống di chuyển đến từ cả hai người trên rừng ra lane hay không, hay là họ sẽ tiếp tục farm ở mảng rừng dưới rồi có thể đụng độ nhau ở khu vực cua dưới. Lưu ý là Nai đã mất cái cú tốc biến trong cái pha can thiệp ở đường trên vừa rồi, nên đây có thể là một điểm đến dành cho Peanut để kết hợp cùng với Zika. Hai vị tướng này với lượng sát thương ở giai đoạn đầu thì không phải là quá nhiều, nhưng họ có tương đối khả năng khống chế và làm chậm, có thể lấy máu của Nai, lấy đi những cái nguồn tài nguyên của người ta, khiến người ta không thể chủ động đẩy đường được. Như vậy là sẽ phải tích từ big way dành cho Nai. Hầu lính lại và tích big way nó sẽ an toàn hơn dành cho người chơi này. Và thậm chí là Nai về nhà đã có thêm một cái phong ấn đắc ám kết hợp với một cuốn sách cũ nữa. Đây sẽ làm cái lượng sát thương rất lớn. Zeka đang muốn lao lên, năng lượng của anh ta không có nhiều cho lắm. Và các bạn có thể thấy cái lượng sát thương được gây ra đến từ một con Ari về nhà có được một điểm ở gục nó nhiều như thế nào. Trong khi đó quay lính là quay lính đẩy thẳng vào trụ rồi, thì rõ ràng là Zeka có thể gọi người chơi đi rừng của mình ra can thiệp thêm một lần nữa. Nhưng bây giờ On, anh ta biến về và chạy thẳng xuống khu vực sông dưới để đảm bảo rằng Swain sẽ có được con cua này. Chắc chắn là một tình huống kiểm soát cua tốt đến từ bên phía Bilibili Gaming. Thậm chí là họ muốn can thiệp vào đường giữa luôn khi có một tình huống On, và cộng với cả Swain đang di chuyển
Hướng này là Zika hoàn toàn không có tầm nhìn, nhưng Peanut và D-Line cũng đã có mặt ở đây, hôn gió trúng vào rồi. Zika đang chạy ở một góc khác, anh ta không bị xuyên tập kích pha thi đấu vừa rồi. Một góc di chuyển thoát về an toàn được của đường giữa Harvard Sport. On nhìn thấy rằng đối phương cũng đã có mặt ở đây ở 3 người, do đó thì quyết định của On là không sử dụng cú tốc biến kết hợp với xuyên tập kích ở pha thi đấu vừa rồi. Nó đem lại nhiều sự rủi ro nhất định. Còn bây giờ sau khi đẩy xong nguyên lý ở đường trên thì Viper đang có dấu hiệu là muốn di chuyển xuống khu vực sông trên này để hỗ trợ dành cho những người đồng đội của mình. Để xem ra Nai bây giờ có sự hỗ trợ đến từ Swin. Anh ta rất tự tin trong việc là đang chênh đồ so với đối phương và tiếp tục đẩy cái quay lính này và tạo ra một cái thế khá khó chịu lên người của Zeka. Còn ở đường dưới thì sao? Bin là người sấy với Dora. Dora đã có 27 so với 31 chỉ số lính. Farm khá tốt bởi người chơi đường trên của Halley Sport. Chắc chắn là như vậy rồi, nhưng mà Bin cũng sẽ có một cái khả năng đè lên tương đối là tốt ở thời điểm hiện tại. Anh ta bắt buộc phải đè để cho có thể tạo lợi thế cho Xuyên di chuyển. Ở cánh trên thì khi mà El cộng với On đi cùng nhau thì bộ đôi Ezreal với cả Alista gần như là không có cửa nào để có thể đẩy lính ngược trở lại được, do đối phương có thể nấp sau những con lính không bị cấu rỉa. Cho nên đối phương sử dụng bắn một đường hai cấu rỉa rất là đau. Eli cũng phải Viper sẽ phải ăn lính ở trong trụ mà thôi. Nhưng Peanut đang có mặt ở đây, liệu có một pha vòng sau không? Đã có những con mắt đến từ bên phía của BLG rồi. Như vậy là một thế hào hoãn được tạo ra đến từ cả hai team. Mọi thứ vẫn đang ổn dành cho BLG, nhưng nên nhớ rằng BLG họ sẽ có được cái chất tướng nó tốt hơn ở thời điểm trước cấp độ 6. Còn khi đạt được cái chiêu cuối trên người Halley Sport, họ sẽ có thể sẽ tạo ra những tình huống là tấn công đối phương và tạo ra những tình huống có thể bắt lẻ được. Để xem những tình huống tiếp theo cả hai team sẽ đụng độ với nhau ở khu vực sông như thế nào. Và ở thời điểm này Nai đang tiếp tục đẩy. Và các bạn nên nhớ rằng khi mà BLG họ không tận dụng được chất tướng V kết hợp Ahri thì vào teamfight họ sẽ rất khó chơi ở giai đoạn sau, khi mà đội hình đến từ Halley Sport họ cover nhau rất tốt với đội hình lao vào của BLG. Và Halley Sport cũng là một đội tuyển đến đây, khả năng câu lết của họ là có thể được chứng minh được rồi. Chúng ta có thể yên tâm là họ có khả năng kéo dài ván đấu này. Bây giờ là một giai đoạn mà các bạn có thể nhìn thấy thi đấu một cách hoàn toàn thủ hòa thôi. Đường nào đẩy thì mình cứ đỡ lính ở trong trụ, và Peanut đang có một tình huống di chuyển ra đây. Đã có những tình huống nháy mắt để Peanut có thể biết là đối phương có tầm nhìn. Và Peanut chỉ đang cố gắng kiểm soát tầm nhìn ở đây thôi. Anh ta đang di chuyển ra hướng cánh sông này, thấy được Xuyên và Xuyên cũng có tầm nhìn của Peanut luôn. Để xem là hai người chơi này có muốn cạnh tranh con sâu đầu tiên hay không đây. Đang là đẩy dành cho El cùng với cả On, nhưng Viper vẫn đang có một lượng máu ổn để có thể can thiệp vào khu vực gãy sâu này. Peanut là người kích hoạt sâu lên, nhưng bây giờ người đang có cơ hội để lấy được con sâu đầu đó là Swin. Sâu đầu dành cho Swin. Bin là người có mặt đây, tuy nhiên Bin không có chiêu cuối. Còn Dora đang tích nộ quay tạ không đẹp để có thể tấn công vào cái con sâu rồi. Này như vậy quyết định bỏ dành cho bên phía của Halley Sport, khi họ biết rằng cái chất tú mình chưa đủ để đánh nhau ở thời điểm này, thời điểm phút thứ 6 của ván thi đấu. Peanut di chuyển ra là đã có những dấu ping, nhưng mà tôi nhìn thấy là ZK người ta ping rất nhiều và quay lính ở đường giữa, là anh ta sẽ farm nốt và sẽ không thể nào ra can thiệp được. Đấy lý do tại sao bên phía Halley Sport chỉ đứng nhìn mà thôi, để xem có ai đi lỗi trong lúc mà ăn sâu xong đi về không. Rồi sau đó thì họ sẽ rút lui về mà thôi. Cái thế trận này vẫn là thế trận bên phía Halley có thể chấp nhận được, bởi vì họ không thua quá nhiều về tiền và đối phương cũng chưa có được lớp khiên trụ nào. Đây là một cái điểm cực kỳ tốt dành cho đội hình của Halley. Nhưng rõ ràng là ở thời điểm này, thời điểm mà bắt đầu BLG chuẩn bị đạt tới cấp độ 6 của Swin rồi, chúng ta sẽ cùng chờ xem là những cú mở đến từ tả xúc đột kết hợp với cả cái chiêu cuối khi On đạt cấp độ 6 sẽ là như thế nào. Rõ ràng On cùng với cả Swin trong vài tiếng này, mặc dù là hai người chơi thiên về make play, nhưng họ sẽ là người đảm nhiệm vai trò vô cùng quan trọng, bởi vì rõ ràng là cái lợi thế mà BLG họ có sẽ đến từ hai người chơi này, đặc biệt là Gumbo combo của họ với cái bão đạn cùng với cả mưa tên lửa giải ra. Bây giờ không còn sâu nữa, sẽ là con rồng xuất hiện trên bản đồ và cả hai team đều chưa quan tâm con rồng này cho lắm. Đường giữa thì sao? 64 so với 51 chỉ số lính. Và Zika vẫn là người gặp tốc khó khăn. Tốc biến hất được On về, nhưng ở thời điểm hiện tại thì Peanut đang hất On thêm lần nữa với chiêu cuối, và Zika đã đến rồi. Xuống ngựa của On liệu có đủ sát thương đến từ Hanwha không? Đủ rồi. Đó là điểm hạ gục dành cho đường giữa của Hanwha Esports. Như vậy là Zika là người đi trước so với cả Nai ở pha thi đấu vừa rồi, và pha hất về rất hay đến từ cặp đôi là hỗ trợ cùng với cả đi sừng của Halley Sport, lấy thêm một điểm hạ gục nữa dành cho Zika để có thể giải quyết được cái vấn đề đi lane trước cấp độ 6 dành cho người chơi đứng giữa của người chơi này. Bây giờ thì Nai, anh ta là người có chỉ số lính lợi thế hơn, nhưng lại là người đi sau nha, và ngưỡng sức mạnh của Zeka đầu tiên cấp độ 6 đã có, anh ta ngay lập tức có được một điểm hạ gục và chiến công đầu, xin lỗi mọi người, là chiến công đầu tiên dành cho Zeka trong ván đấu này. Đó là một pha thi đấu mà Zeka đã rất quyết đoán, lấy phi hồ và phi đi ngay lập tức để bỏ lại Nai đang đẩy lính. Và bây giờ sẵn một tình huống vòng ra tiếp đến từ Peanut, chắc chỉ để lấy chiêu cuối của Nai mà thôi. Đây là một con Ahri vẫn còn đó, phi hồ, tốc biến phi hồ đến từ Nai, bắt buộc rồi khi mà Zeka đã có một tình huống bắt cực kỳ chính xác.
một tình huống mà Na anh ta cũng có vẻ hơi nhát tay ở phải đầu rồi. Anh ta sợ rằng khi mà mình phi hồ thì đối phương có thể tốc biến sử dụng cái không thể lay chuyển và từ đó bị cái xa lầy chưa thể nào tốc biến ngay lập tức được. Và quyết định của Na đầu tư cả tốc biến cùng với chiêu cuối để lùi về, trong khi đó thì bên phía của BLG họ đang muốn kiểm soát lại khu vực ở sông dưới này. Dòng đầu tiên đã có dành cho BLG, mạng thuộc về Highlight Sport. BLG họ có mục tiêu 3 sâu cùng với một dòng. 3 sâu cùng với một dòng là những cái điều kiện để bên phía BLG có thể lăn cầu tuyết này nhanh hơn một chút. Nhưng ở khu vực đường giữa đã bắt đầu thấy những cái ý đồ bên phía Highlight Sport, đấy là để cho JK có thể tăng tiến sức mạnh. Ngưỡng sang trang bị một đồ và một đồ rưỡi là ngưỡng trang bị rất mạnh dành con Silas này, bởi khả năng băm bổ vào của nó là cực kỳ khủng khiếp. Ở thời điểm hiện tại, bên phía BLG với những chất tướng không có quá nhiều độ cơ động, họ đang e ngại một con Silas khỏe sớm. Ở thời điểm này cũng là một thời điểm mà BLG cũng chưa có mục tiêu nào để ăn thêm cả. Và đẩy lính thì họ lại không đẩy được, nên là thời gian nó không ủng hộ BLG lắm. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem những diễn biến tiếp theo như thế nào đây. Hiện tại thì sâu chuẩn bị sẽ xuất hiện sau tầm khoảng hơn một phút nữa. Và có lẽ rằng BLG họ rất muốn ngắm tới con sâu này. Những bước đi đến từ Swin khi mà muốn khai thác vào một người chơi của đối phương là ai đây? ZK thì bây giờ khai thác là hơi khó. ZK đã về nhà có được một cái máy chuyển phái tech cùng với cả một cái cục hỏa ngọc nữa, chuẩn bị hướng tới là một cái đa tên lửa Hextech gia tăng khả năng chống chịu, khả năng gây sát thương hơn. Còn trong khi đó thì Doran bây giờ sẽ hướng tới có thể là một cái tao hợp kiếm sau khi hoàn thành xong một cái giày thủy ngân, để xem cấp độ 6 của hai người trội trợ họ sẽ tác động lên cái khu vực sâu này như thế nào. Pin đã là người có mặt ở khu vực sông trước, còn ở thời điểm này thì Vi của Swin sẽ là người ăn xong một cắp và chạy thẳng ra khu vực đường giữa. Pin là người đã cắt cử ra đường giữa để đổi đường với cả này. Vấn đề ở thời điểm hiện tại đấy là Bin anh ta cũng không có quá nhiều tài nguyên lắm ở trong ván thi đấu này, thì và để anh ta đi với ZK thì anh ta cũng không làm được gì quá nhiều. Lượng sát thương dồn là chưa đủ, Bin sẽ chỉ là đẩy lính liên tục để giữ một cái thế tầm nhìn cho bên phía BLG ở khu vực đường giữa mà thôi. Swin cũng đang có mặt ở đây và ZK đã có một tình huống dấn lên rất hay. Pha thi đấu vừa rồi ta phát hiện được tầm nhìn của Swin sớm hơn một chút để có thể cảnh báo, để Bin có thể rút lui về ngay, tránh tình huống bị kẹp lại giữa ba thành viên ở bên phía BLG. Nãy giờ không có tốc biến nữa, anh ta có di chuyển trên người. Trong đó thì Bin sắp có mưa tên lửa rồi. Bên phía của BLG họ đang hơn một cấp ở người trên rừng do Swin tập trung farm nhiều hơn so với cả Phoenix. Còn ở thời điểm này, Swin đang muốn đẩy lui Phoenix về, lấy được nhiều máu của đối phương càng nhiều tốt và tạo ra một thế có thể kiểm soát con sâu này khi Rell cùng với cả một con máy Mid Pattern của El đã đẩy xong ở khu vực đường trên. Thế tấn công 6 sâu đang thuộc về BLG, họ là một đánh nhau. Dịch chuyển đến từ cả hai người cánh lẻ của bên phía Hanwha Esports. Dịch chuyển đến từ Bin là đang là hơi trễ, nhưng Peanut chưa tìm được góc để có thể tung chiêu cuối. Chiêu cuối của Ezreal đã tung ra rồi, một sâu cho Peanut lao vào. Nhưng bên phía này thì Viper đang bị tấn công, tình huống hút tốt đến từ Delay. Sau đó là ZK đang quẩy, On đã nằm xuống, Swin bị trả ngược sát thương đến từ Viper. Swin cũng nằm xuống luôn, chiêu cuối vào người đến từ ZK, đó là người của El, và El bị hất tung lên một lần nữa. Mưa tên lửa chỉ để cho ấm mà thôi. El đang bật cho mình lá chắn, El sẽ phải nằm xuống dưới sát thương của Viper. Bên phía bên kia Nai cũng nằm, và đó là 4 điểm hạ gục dành cho Hanwha Esports. 4 điểm hạ gục và họ không mất bất cứ một thành viên nào dành cho Hanwha Esports. Thậm chí là Peanut anh ta có thể tiếp cận con sâu thứ hai của Hanwha. Một tình huống giao tranh thành công đến từ hạt giống số 1 của khu vực LCK, khi mà cái chiêu cuối của Swin nó đã bị gần như là vô hiệu hóa hoàn toàn đến từ một cú dịch chuyển của học của Viper. Và đây chúng ta sẽ cùng xem lại tiếu này, tình huống mà cái đội hình Wombo combo của BLG họ lại không được tập trung cái bộ kỹ năng cùng với nhau ở pha trận đấu này. Chúng ta sẽ để ý tới tả xúc đột lao vào Viper, và Viper ấy ta lùi về delay phá phách combat rất tốt. Còn cái bão đạn của Mid Pattern trong tay của El thì nó lại không thực sự chất lượng khi El chưa có nhiều đồ ở thời điểm này. Trong đó thì delay lại quá trâu. Nai ở bên này cố gắng hôn gió được một người của BLG, xin lỗi người Highlight Sport. Nhưng rõ ràng Viper của sông đó Peanut thì che cho những người đồng đội của mình. Và bên phía của Highlight Sport họ đánh lên thôi là họ đã có được một kết quả rất có lợi so với đối phương rồi. Ở thời điểm hiện tại rõ ràng Highlight Sport họ đã phân chia nhân sự thực sự là tuyệt vời ở pha thi đấu đó. Rất tiếc là một tình huống mà On anh ta gom được 3 người thì lại không có cái mưa tên lửa hay đúng là vậy, bão đạn được tung ra ngay lập tức ở pha thi đấu đấy, không trồng được sát thương, và Hanwha Esports đã là đội giành chiến thắng. Chúng ta có thể nhìn lại tất cả những điểm hạ gục. 3-0-2 dành cho ZK. Viper cũng có được một điểm hạ gục và Doran cũng có được một điểm hạ gục. Cái vấn đề ở đây là 4 điểm hạ gục đấy dồn toàn vào những người quan trọng của Hanwha Esports. Delay cái điểm hạ gục duy nhất của anh ta là điểm chiến công đầu lúc đấy, chúng ta không thể là bàn cãi được. Peanut không lấy một điểm hạ gục nào cả. Anh ta sẽ là một con Poppy cực kỳ là hỗ trợ ở trong ván thi đấu này, hỗ trợ những người đồng đội để có thể tỏa sáng. Và bây giờ với một con Ezreal xanh, đường giữa sẽ liên tục đẩy đến Hanwha Esports. Rõ ràng là cái ba chiêu cuối đó là cái sức hút kinh hoàng, cái bão đạn cùng với cả mưa tên lửa nó không thực sự đồng bộ ở pha thi đấu vừa rồi. Thậm chí là họ cũng chưa có nhiều sát thương ở người trên xạ thủ nữa. Ở thời điểm này thì BLG họ đang thua so với đối phương tầm khoảng 1.500 tiền, đang muốn ganh đường trên. Doda nhảy về có chiêu cuối, cả hai chiêu cuối chồng vào, tốc biến bỏ chạy đến từ Doran, không đủ sát thương. Đó là cú đấm bùng nổ và đó là sát thương đến từ cái lao điện của Bin.
một tình huống mà Shun cũng mất rất nhiều máu với pha ganh vừa rồi. Như vậy sau pha ganh vừa rồi thì BLG họ có thể sẽ bị mất đi cổ rồng trong tình huống này. Còn Hao Esports thì họ để lại cho đối phương một cái mạng ở người chơi đứng trên, một tình huống rất nỗ lực của Shun để giúp cho Rumble trong tay của Bin có được một điểm hạ gục để lên thêm những cái món đồ quan trọng nữa. Nhưng họ đã đầu tư hai chiêu cuối rồi. Do đó thì đại diện đến từ Hàn Quốc họ sẽ nhắm tới con rồng này, con rồng thứ hai của ván thi đấu là con rồng công nghệ, để xem linh hồn rồng của ván thi đấu này sẽ là như thế nào đây. Những nỗ lực của đại diện của khu vực LPL cũng đã có được những thành quả nhất định, nhưng chúng ta cũng phải chờ tới những nhịp tiếp theo khi mà On có xin lỗi người El là có đồ, El đã có được một cái huyết kiếm rồi. Viper được cắt cử ra khu đường giữa này, và sau đó thì anh ta sẽ hướng tới là một cái thập kiếm Odamana. Ở đây là một thời điểm mà chúng ta nhìn thấy là Viper đã có được tam hợp và Doran cũng có được cái tam hợp kiếm. Ngưỡng sức mạnh hai tam hợp cộng với cả một con Sylas xanh như thế này, nó sẽ là tiền đề để cho Hanoi Lightsport thực hiện liên tục những tình huống giao tranh, đặc biệt ở khu vực hang sứ giả. Đã có những tình huống di chuyển ra kiểm soát tầm nhìn từ của bộ đôi Delight và Viper rồi. Họ sẽ kiểm soát tầm nhìn sứ giả để có thể tiếp tục lấy đi công trình của các thành viên bên phía BLG. Đội hình của BLG là đội hình cần phải thắng được, nhưng cho đến thời điểm hiện tại họ vẫn chưa tấn công được vào cái trụ nào của bên phía Hanoi Esports cả. Đây sẽ khiến cho cái thế trận ván đấu nó bị kéo dài ra, và đội hình kéo lết của Hanoi Esports sẽ là đội được lợi. Đúng vậy, đội hình của Hanoi Esports rất là dễ chơi về dạng sau, đặc biệt khi có được những món đồ thủ trên người chống lại Wumbo combo đến từ đối phương. Và BLG khi mà họ muốn tận dụng được cái lợi thế, cái chất tướng của mình, thì họ cần phải làm những cái nhịp đầu tiên của những pha team fight nó thực sự là tốt. Bây giờ thì Hanoi Esports họ vẫn đang có những cái lợi thế nhất định trước đối phương, và để cho Viper, một vị tướng có khả năng đẩy đường ở một cái cự ly rất là xa, an toàn, khiến cho El có thể sẽ bị chôn chân ở trong trụ. Trong khi đó thì sứ giả đã xuất hiện trên bản đồ. Doran cùng với cả Phoenix đều là hai người không có tốc biến. El cùng với cả Bin sắp có tốc biến ở trên người. Từ đó thì bên phía của BLG họ có thể đánh vào cái điều này. Nhưng Phoenix là người tiếp cận vào con sứ giả khe nứt này trước khi mà các thành viên của BLG vẫn chưa có tốc biến. Bây giờ là có hai cái tam hợp ở cánh trên như thế này thì bên phía BLG rất khó để thể vào giao tranh, bởi vì Rumble bây giờ vẫn đang hơi yếu. Anh ta chỉ có một cái thống khổ đen ri mà thôi. Mà tôi cảm giác là Bin anh ta xử lý chất tướng Rumble này nó không đúng với bản chất player của anh ta lắm. Một cái con tướng mà bạn phải đứng nhấp nhả, thả diều và cố gắng cấu rỉa đối phương thì nó không phù hợp với người thích lao vào Rumble như là Bin. Và cái chất tướng của Rumble thì nó cũng không gánh lực bằng những con như là con Jack chẳng hạn. Thì để xem là quyết định này sẽ là như thế nào, mưa tên lửa giải ra. Cái kiểu lên đồ của Bin là lên giày sớm nhưng nó rất là khó trong việc đè lên. Và từ đó các bạn có thể thấy là Bin cũng không có quá nhiều lợi thế trước một con Na trong tay của Doran, và chất tướng của Doran về sau nó sẽ dễ chơi hơn so với cả một cái mưa tên lửa với con Rumble này. Còn ở khu vực đường trên đã có trụ dành Hanoi Esports, còn BLG thì họ cũng đã có cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới này. Doran chưa có tốc biến nhưng anh ta có thể nhảy qua bên kia tường. Bên này Nai đến với phi hồi, nhưng Viper có mặt ở đây. Nai chỉ hôn gió trúng ở mình Phoenix mà thôi, và thế là đi về. Không ai muốn giao tranh nữa với một tình huống mà họ đã không chặn ở đường về của Doran. Như vậy là một tình huống chiêu cuối tốt của Phoenix đẩy lui người chơi hỗ trợ của đối phương về. Nhưng BLG họ lại khiến cho một cái wave lính to ở khu vực đường dưới của BLG đẩy vào Hanoi Esports, họ sẽ không nhận được cái wave lính này. Nói chung là cả hai team đều sẽ có được những ý đồ nhất định khi mà BLG họ muốn bắt vào người chơi không có tốc biến. Nhưng Hanoi Esports họ đã có một pha phòng thủ tốt, và chờ xem là cái con sứ giả được thả ra khu vực đường trên, đúng không anh Dương? Đúng rồi. Như vậy là con sứ giả được thả ra rồi, thì mục tiêu bây giờ có thể sẽ là con rồng. 2 phút nữa nó sẽ xuất hiện, hai team sẽ tập trung quanh con rồng này. Đã bắt đầu đi xóa tầm nhìn của đối thủ, đấy là Delight, anh ta đang di chuyển vào trong rừng bùa đỏ của mình, cắm những cái mắt để phòng thủ. Nhưng trong khi đó thì bên phía BLG đã kịp cắm vào hai con mắt, đây có thể là một hai con mắt rất là quan trọng để bạn có thể tập hậu ở đằng sau. Tuy nhiên đội hình của họ ở thời điểm hiện tại chỉ có cái dịch chuyển của Rumble mà thôi, và Rumble không phải là một vị tướng có thể tập hậu để đánh sau lưng đội hình đối phương đến như vậy. Đường dưới chắc chắn rồi, đây là một tình huống cần phải khai thác vào ngược Doran, người chưa có tốc biến trên người. Nhưng Doran quá thính đi, quá bởi thính. Vì góc này chỉ có tấn công Doran được thôi, dành cho BLG không có một cái phương án nào tốt hơn dành cho đại diện của khu vực LPL. Do đó thì Doran ngửi thấy cái mùi không thơm, anh ta quyết định lùi về đợi cho đồng đội kiểm soát khu vực sông trước đã, và nhận thấy là đối phương đang mất dạng trên bản đồ tương đối nhiều. Hanoi Esports đang đưa vào thế là họ rất thích, đấy là đánh theo bản đồ, họ đang có một cái tầm nhìn cực kỳ đầy đủ. Và họ sẽ không di chuyển vào khu vực nào mà không có quá nhiều tầm nhìn. Khi mà đối thủ khai thác ở một cánh, họ sẽ khai thác còn nhiều hơn ở cánh còn lại. Cho đến thời điểm hiện tại, đội hình mạnh về lết của Hanoi Esports lại đang ở đội dẫn tiền. Mặc dù cái tiền này là không phải là quá nhiều, nhưng đây sẽ là một tiền đề để họ có thể đánh mạnh hơn ở những cái phút sắp tới. Khi mà rồng hai bên thì ngang nhau, sứ giả không thực sự chênh lệch. Và bây giờ thì Hanoi Esports cứ thế an tâm tăng tiến sức mạnh mà thôi. ZK đã chuẩn bị có đồ 2, đây sẽ là một ngưỡng sức mạnh nữa của con Sylas này. Và quan trọng hơn hết, anh ta đã cấp độ 12 rồi. Hai lần cộng vào chiêu cuối, nó sẽ khiến chiêu cuối của Sylas này cực kỳ khó chịu.
tiếp tục là một tình huống dọi ra cái thấu kính, có thể sẽ đang ping rất nhiều vị trí đang suy nâng đứng. Bây giờ thì Doran đang tự tin hơn bởi vì anh chàng này có đủ lượng nộ để hóa Ana khổng lồ. Suy đang cố gắng tìm mục tiêu, nhưng có vẻ như là Halley Sport họ rất thính trong việc là khắc chế cái con bài Vi này, bởi vì chất tướng của Vi á hỗ trợ cánh cực kỳ khỏe. Nhưng rõ ràng Doran thừa hiểu điều đấy, và Doran đang giúp cho những người đồng đội của mình có được cơ hội để kiểm soát con rồng này. Thậm chí Doran sau khi hết dạng Na khổng lồ, anh ta lùi về cái bụi ở giữa trụ 2 và trụ 3 đứng cho an toàn. Đây thực ra chính là bản sắc của Doran đấy. Chúng ta có thể nhìn thấy anh ta liên tục có được những cái bản năng mà né được những cái pha tấn công như thế này. Anh ta có thể chấp nhận hy sinh, anh ta không tham chỉ một vài chỉ số lính, anh ta đứng rất là phòng thủ. Và đây là một thời điểm mà anh ta đã thành công kéo được 3 người BOG sang cánh này rồi, thì cánh còn lại JK có thể thoải mái tấn công hơn. Có D-Line với bất khuất đứng ở đây thì sẽ đảm bảo cực kỳ an toàn. Ở đường giữa là Viper, một chất tướng Ezreal không có quá nhiều sự đe dọa. Và tất cả những gì mà BOG có thể làm đấy là đe dọa vào cái đường ăn rồng này của Hanoi Sport mà thôi. Linh hồn rồng của bàn đấu sẽ là một linh hồn rất mạnh, một con linh hồn rồng nước. Và Hanoi Sport rõ ràng là không muốn con rồng này rơi vào bên phía của BOG. Để xem hai team họ sẽ kiểm soát như nào. Peanut đang bị dính bắn 1 được 2, có dịch chuyển tới. Ôi, chiều cuối của Shun đã lao vào Peanut, nhưng Zika đu qua bên kia. Peanut hất được hai người, nhưng ta biết anh ta không có tồn tại được. Nhưng Doran đã có một lượng nộ đẹp này. Anh ta đang cản chân On và các thành viên còn lại của BOG đang phải chạy. On tốc biến đi, và đây là một thế đánh đẹp hơn với phía Hanoi Sport khi Nai cũng đã bị thấp máu với một tình huống tấn công của D-Line và Viper. Và giao tranh mới chỉ có một thiệt hại, đó là Peanut mà thôi. Nhưng mà bên phía Hanoi có thể ép lui các thành viên của BOG ra khỏi hang rồng. Để xem là bên phía Halley Sport họ muốn tấn công con rồng này hay không. Bởi vì là hai người chơi của Halley Sport họ đã đẩy lui Nai về. Do đó sau khi mà người chơi đi rừng của Halley Sport là Peanut, anh ta nằm xuống, thì ở góc đó tạm thời sẽ là 4v4 trước khi mà Nai tới. Do đó thì Halley Sport họ tự tin với cái bộ kỹ năng của mình, khi đối phương đã tung ra một vài bộ chiêu thức để kết liễu người chơi đi rừng của Halley Sport rồi. Và BOG họ bắt buộc phải lùi về. Còn Hamlet ở thời điểm này họ đang tự tin trong khu vực hang rồng, họ đang muốn kiểm soát con rồng này. BOG nói không, có thể sẽ là một tình huống nhắm tới một con bài Silas hay chăng. Silas của JK đang muốn đi vào rừng. JK cũng đang khá thính ở trong cái này. Rồng thì sẽ thuộc về Halley Sport rồi, nhưng JK liệu có bị bắt lẻ không? JK đứng ở trên tầm nhìn đối phương và có sự hỗ trợ đến từ D-Line, và từ đó rồng sẽ thuộc về Halley Sport. BOG họ có được một điểm vào gục và JK không bị bắt lẻ. Hanoi Sport đang đánh theo cánh rất triệt để. Đấy là một những tình huống mà khi cánh còn lại khai thác mục tiêu thì cánh đẩy lẻ sẽ ngay lập tức lùi lại và không để bị đe dọa. Một tình huống mà mất chiêu cuối của Viary nhưng không lấy được quá nhiều đến từ bên phía BOG. Họ lấy được một điểm mạng gục, nó chỉ là một con Poppy mà thôi. Một con Poppy trước điểm mạng gục đấy là 005, không đem lại quá nhiều về mặt tài chính. Vẫn đang tăng tiến sức mạnh, và khi mà các bạn nhìn thấy đội hình có Ezreal, có Silas mà đang ngang tiền của đối phương, tôi nghĩ rằng đấy là một cái gọi là tín hiệu tốt của Hanoi rồi. Nhưng mà từ từ đấy anh Dương nhá, bởi vì khúc này là vẫn chưa phải là khúc đội hình Hanoi Sport có thể đánh nhau với bên phía bên kia một cách song phẳng được. Vẫn phải cẩn thận với sức mạnh đến từ Gumbo combo đến từ đối phương. Khi mà Bin cũng đã có một cái mặt nạ trên người rồi mà giải mưa tên lửa ra cũng rất là thấm. Kết hợp với cả V của Swin cũng đã có được hai món đồ rất đắt đỏ, đó là một cái rìu đen cùng với cả một cái giáo thiên ly nữa, cùng với hai món đồ lớn của El nữa, bắn bao đạn cũng sẽ là rơi cực kỳ nhiều sát thương. Do đó chúng ta sẽ chưa thể nào biết rằng đó là đội tuyển nào sẽ có được những cái lợi thế ở những tình huống tiếp theo. Họ chỉ đang cố gắng kiểm soát bản đồ mà thôi. Nhìn qua phép bổ trợ thì Peanut anh ta đã không có được một cái tốc biến khi bị bắt từ trước đó rồi. Swin cũng đã mất đi tốc biến. El cũng như vậy, On cũng như vậy. Như vậy lợi thế phép bổ trợ sẽ thuộc về Halley Sport. Nhưng vấn đề ở thời điểm hiện tại là BLG cũng không có cơ sở nào để kêu gọi Halley Sport sang ra giao tranh nữa. Thứ nhất, đội hình của họ Lao và Baron cũng không quá là nhiều sát thương. Miss Fortune là một chất tướng mà bạn xả chiêu cuối thì khỏe, còn Lao và bắn Baron thì bạn sẽ cần khá thời gian. Trong khi đó đường giữa bạn không đẩy được. Bạn cũng không có những cái con rồng, đối phương đã là hai rồng rồi. Hanoi Sport hoàn toàn có thể hy sinh con rồng tiếp theo vào đấu để có thể farm tiếp và đẩy lẻ hai cánh. Silas cộng với cả Na đang đẩy lẻ mạnh hơn so với cả Rumble cộng với cả Ahri. Đây sẽ là một bài toán cực kỳ khó giải của BLG, bởi vì nếu mà cứ đẩy như thế này, họ sẽ không phát huy được cái đội hình Womo Combo. Trong khi đó Hanoi Sport thì lại cứ tăng tiến sức mạnh. Hai team đang cố gắng kiểm soát bản đồ liên tục, bởi vì ở ván thì đúng này, những cái con mắt để dịch chuyển bọc sau nó sẽ vô cùng nguy hiểm. Khi mà bên phía bên BOG họ có Bin kết hợp với cả Swin có thể tạo ra những cái sức ép bên cánh. Ở bên phía bên kia thì Doran cũng như Zeka thì khó cần phải bàn rồi. Hai vị tướng này càn lướt cực kỳ mạnh mẽ. Do đó kiểm soát mắt để tránh việc đối phương đẩy cao và có những con mắt ở trong phần rừng của mình là cái điều vô cùng quan trọng. El cũng đã có cấp độ 13 rồi. Bây giờ thì El sẽ cố gắng đẩy ở khu vực đường giữa này khá tốt. Cái trụ đầu tiên cả hai team đều đang còn có mặt đây, nên là cuộc cạnh tranh hang rồng sẽ là một cuộc cạnh tranh rất gay cấn. Nhưng để xem nếu như một bên nào tiến vào hang Baron thì sao. Bên phía BOG tấn công sát thương đơn mục tiêu nó tương đối yếu ớt,
Còn Howlite Sport thì con bài Ezreal cũng không phải là đội tướng mà tấn công Baron nhanh nữa. Như vậy cả hai team đều sẽ ưu tiên có thể sẽ là con rồng nhiều hơn. Rồng thì bây giờ Howlite Sport họ có 2, trong đó BLG họ có 1. Thế trận vẫn đang diễn ra một cách chậm rãi và có vẻ như hai team đều đang muốn nhắm tới những cái trụ ngoài nhiều hơn trong ván tiếp này kết hợp với cả con rồng. Ngày hôm qua thì khi mà Weibo phải đối đầu với một đội tuyển đẩy cánh lẻ tốt như là Leading thì họ đã đưa ra những cái quyết định là Rush Baron. Thì bây giờ BLG cũng đang ở vòng thế như vậy, khi đối phương cứ ra cánh đẩy lẻ mà mình không thể bắt được giao tranh thì họ cũng sẽ phải làm những pha tương tự. Những cái đội hình của họ thì lại không phải đội hình ăn Baron được, nên ở thời điểm hiện tại đang tạm thời hơi bế tắc một chút cho Xun. Anh ta có lẽ chỉ cố gắng farm để có thêm cho mình những trang bị mà thôi, chứ ở thời điểm hiện tại để mà bắt được một mục tiêu nào đó của Hanwha Esports là cực kỳ khó. Với lượng tầm nhìn được đảm bảo liên tục đến từ D-Line và Peanut, hai người này di chuyển bao sân từ nãy đến giờ và cảm giác được không có một bước di chuyển nào của BLG mà không biết đến Hanwha Esports cả. Đúng vậy, họ đang thành công trong việc là phong tỏa Swim, một người chơi đang rất xanh ở thời điểm này của BLG. Anh chàng này cũng chưa tận dụng cái chiêu cuối quá nhiều với việc mà đối thủ đang phòng thủ quá là tốt đi. Viper bắn cung ánh sáng, check một chút xíu, cấu rỉa máu đối phương, cực kỳ tuyệt vời. Còn Ari trong tay của Nai cũng đã bị dính cung ánh sáng, đẩy được một quân lính ở đường trên. Tốc độ của ván thi đấu đang diễn ra một cách vô cùng chậm rãi ở thời điểm này, khi mà đầu game họ đã va đập vào nhau tương đối nhiều. Rồng thì xuất hiện sau tầm khoảng 1 phút 8 giây nữa, cố gắng kiểm soát ngược khu vực sông trên dành cho BLG. Và không có bất cứ một khoảng trống nào để Swin có thể tạo ra một cú đột phá với cú tả sông đột trên người. Thực sự hơi khó dành cho BLG, họ cần phải đẩy nhanh tốc độ ván thi đấu này lên. Họ đang muốn câu nhưng mà Viper với cả D-Line lại rất thính ở đây, cứ bắn phát bắn thần bí vào chất mà thôi. ZK với cả Peanut cũng đã xuất hiện và bốn người Hanwha đi vào bụi thì BLG không làm gì được, đang bắt đầu những cuộc cấu rỉa, Nai cũng sẽ phải lùi về. Và bỗng nhiên Hanwha Esports chỉ đơn giản tràn ra như vậy thôi, lấy được tập nhìn ở khu vực hang Baron và tiếp tục kéo dài cái ván đấu này. Rumble của Bin cấp độ 15 so với 14 Dora đang bắt đầu đẩy ở khu đường dưới này. Doran thì đã có được hai món trang bị lớn rồi, Bin cũng như vậy. Đây sẽ là một tình huống có thể nói khá then chốt ở quanh con rồng. Tôi nghĩ cả hai team đều sẽ muốn nhắm tới con rồng này. Nhưng trước tiên họ muốn nhắm tới con rồng thì họ cần phải set up Wailing ở bên cánh chưa đã. Wailing cánh trên của Hanwha Esports họ đang bắt đầu đẩy và để cho ZK đẩy bên cánh. 1-1 thì ZK bây giờ không ngán Bin hoặc là cả Nai. Nhưng rõ ràng là bên phía Hanwha Esports họ biết điều này, họ đang muốn để cho một con bài Sylas đẩy càng cao càng tốt ở khu vực cánh và chuẩn bị cho những góc bọc sau để xem có những con mắt bọc sau hay không. Không có bất cứ một con mắt nào có thể bọc sau đến từ cả hai team. Như vậy họ sẽ cần phải cố gắng để tạo ra một tình huống giao tranh trực diện và đội nào setup tốt hơn. Với việc mà họ có những cái dàn chắn tốt thì đội đó sẽ có lợi thế. ZK đã về, không biết là có mua thêm được cái trang bị gì không. Anh ta cầm sẵn một cái giáp tay Seeker rồi, ta mua thêm mắt để có thể ra dịch chuyển trước đến từ ZK. Hanwha Esports đang là đội khởi động rồng đầu tiên. Nai bây giờ mới bấm dịch chuyển, anh ta dịch chuyển ra khu vực đường giữa. ZK đang ở một góc tương đối là xa, nhưng ta nhìn thấy Xun rồi, Xun phải đấm xuống quy ở bên này, nhưng ZK đang đứng ở đây, anh ta lấy được chiêu cuối này. Nai phi hồ hốt gió chúng vào Viper nhưng bị hất đi, và chiêu cuối cực kỳ đẹp đến từ Peanut, hất một người về, đó là Xun, và đó là con rồng thứ 3 đến bên phía Hanwha Esports. Con rồng thứ 3 dành cho Hanwha Esports, họ chỉ còn cách linh hồn rồng đúng một con rồng nữa thôi. Linh hồn rồng nước sẽ là một linh hồn rồng rất mạnh ở trong ván thi đấu này, để họ có thể nhấp nhả tốt hơn và cấu rỉa máu tốt hơn lên người đối phương. Và ở thời điểm này thì Hanwha Esports chúng ta đã thấy là mặc dù họ thua tiền nha, họ thua tiền BLG, nhưng cái chất tướng của họ đang ủng hộ họ một cách rất là dễ dàng trong việc kiểm soát mục tiêu, khi mà Na đứng lên cao cùng cái Alissa nữa. Thậm chí là Nai cố gắng tạo ra một cú hôn gió nhưng anh ta lại đẩy lui về, và khi đó thì bung ra một cái chiêu cuối của Peanut nữa, khiến cho giao tranh trở nên hơn người thuộc về Hanwha Esports. Và thời điểm này họ đã có được 3 rồng so với 1 con rồng của BLG, nhưng vẫn phải cẩn thận bởi vì BLG họ có thể tạo đột phá bằng một cú combo duy nhất mà thôi. Còn Baron có thể sẽ là một cái bước ngoặt của ván thi đấu này nếu như BLG họ có một tình huống trồng CC có lợi. Chúng ta có thể nhìn thấy On vừa rồi là định hack não đối phương, có tình huống là dọa là xuyên tâm kích với tốc biến, nhưng mà Viper thì lại rất trì, anh ta không nghe ngại gì cả, anh ta cứ đứng đấy thôi, và khiến cú xuyên tâm kích của On nó lại trông nó hơi hài hước một chút. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì El, mặc dù lượng sát thương của anh ta ở thời điểm hiện tại là cực kỳ lớn, nhưng mà vẫn chưa có được góc nào được có thể mở. Và bên phía Hanwha Lai thì lại không muốn thế trận nó gọi là hùi tốc biến húc được vào tường, đó là Nai, một combo luôn. Và Hanwha Lai Sport có lợi về người để lao vào Baron. Để xem Xuyên có cứu đây không đây, ZK có phi hồ quẩy rất ghê. Xuyên này ta bắt buộc phải lùi về, ZK có hai đồ rưỡi rồi. Đồ này giúp cho ZK có thể quẩy một cách thoải mái. Và khi mà BLG họ mất đi người chơi đường giữa của mình, họ rất khó để tiếp cận vào hàng Baron này. Tiếp tục dịch chuyển đến từ Bin, nhưng Xuyên bị hất ra rồi. Xuyên chưa được vào, Xuyên đâm chiêu cuối vào để có thể tranh cướp. Bão đạn cực kỳ đẹp đến từ Eo, nhưng lượng sát thương là chưa đủ. Trải mưa tên lửa ra nhưng không lấy được Baron. Baron dành cho các thành viên bên phía Hanwha Esports và họ chỉ hy sinh D-Line mà thôi. Viper chạy một đường an toàn, On tốc biến lên. Nhưng Zika, Peanut có đồ đạn quay ngược trở lại.
on fit đi nữa thì biến mất. Nhưng mà Peanut đẩy được hai người về, thế là hết rồi. Bên này EL đang bị kẹt lại, tốc biến lên trên kia thì gặp Zika. Và Zika lao vào tiếp, nhưng Zika phải tốc biến xuống dưới bởi lượng sát thương của Bin là quá nhiều. Nhưng Hanola Esports đã quá thành công sau pha giao tranh vừa rồi. Đúng là như vậy, Hanola Esports họ quá thành công với một tình huống tiếp tục là chiêu cuối đẹp của Peanut nữa. Anh ta đẩy lui đôi hai thành viên của đối phương về, và từ đó thì từ thế thua người, Hanola Esports lại là người hơn người ở pha giao tranh ở nhịp vừa rồi. Và hơn nữa thì họ lấy được màng của On. Đây, chúng ta sẽ cùng xem lại tiếng này, tình huống mà Hanola Esports họ lấy màng của một con Ari trong tay của Nai rất dễ dàng, bởi vì là một cú tấp biến ma thuật, không phải tấp biến luôn, ủi vai đẩy thẳng vào tường. Trông CC cực kỳ khít, khiến cho người chơi đường giữa của BLG không thể nào có thể sống sót được. Và sau đó là một tình huống mà câu xuyên vào, một cú bao đạn kết hợp với cái sức hút kinh hoàng nhắm hai người này. Đi lại thì lại có chiêu cuối, trong đó thì Doran đẩy lui đối phương vào tường và sau đó tấp biến về. Sát thương là quá nhiều đến từ bên phía của Ally Sport lên Baron, và từ đó thì Baron thuộc về họ. Alista trong tay Delay dừng lại một nhịp, On tấp biến ma thuật có vẻ hơi sớm một vài tuần này, nên anh ta bị trả sát thương rất nhiều. Và cú chiêu cuối, cái sứ giả phán quyết này chính là điểm 10 cho chất lượng. Nó tạo ra bước ngoặt, El tấp biến lên cố gắng lấy mạng của Doran, nhưng sát thương của El là không đủ. Ally Sport họ có được bộ Baron, lấy được mạng của hỗ trợ đối phương. Và bây giờ thì cái thế là cái thế đẩy đường giữa và đường dưới dành cho các thành viên bên phía Hanwha Esports. Họ vẫn đang có bộ lợi Baron, mặc dù họ chưa đẩy được quá nhiều, nhưng đây là một cái bộ lợi giúp cho họ kiểm soát được tầm nhìn ở khu vực búa xanh này. Shin đang có mặt ở đây, nhưng Peanut đứng rất chắc cú. Anh ta không muốn rơi vào tầm tấn công của những nguồn sát thương là Nai cũng và cả El. Còn Shun một mình đấm anh ta thì không sao cả, bởi vì bây giờ đã có 3 món trang bị phòng ngự đến với Peanut rồi. Đã có giáp cái ngục, thêm một cái tàn tích Bambi. Đây, có rất nhiều giáp, những chiêu cuối vào luôn đến từ Shun. Chồng CC và Peanut đang rất thấp máu, hút được luôn vào Zika. Zika dính bão đạn nên ta có phi hộ, combo chúng 3 người của Delay. Và Viper đang xả sát thương, Shun đã sắp phải nằm xuống rồi. Viper tiếp tục có điểm vào bụng, shut down ra cái Viper. Và Nai phải tốc biến qua bên kia. Viper bây giờ đang đuổi theo Bin. Bin đang ở dạng quá tải, nhưng có móc lao địa chúng rồi. Viper không muốn truy đuổi nữa bởi vào tầm của trụ. Viper bắn skill shot như chỉ thẳng đầu đối phương vậy. Và đó là một tình huống mà chúng ta thấy được cái sức sát thương đến từ Hanwha Esports. Sát thương duy trì của họ là nhiều như thế nào. Bên phía BLG họ chỉ có sát thương một nhịp đầu mà thôi, và họ lấy được mạng của Peanut nhưng cũng phải trả một cái giá vô cùng đắt ở pha thi đấu vừa rồi. Ba thành viên của BLG lên bảng điểm số. Đây, chúng ta sẽ cùng xem lại tiếng này, tình huống mà một tình huống cố gắng kiểm soát tầm nhìn của Peanut nhưng đã bị đấm đến từ một con bài V này, và sau đó là một tình huống dính tả xung đột kết hợp hồn gió nữa, rất khó lùi về với một con bài Poppy lên đồ theo thường hỗ trợ dành cho người chơi đi rừng của Hanwha Esports. Nhưng sau đó thì sao, bão đạn được ngăn cản đến từ một pha hất tung của Delay. Zeka thì có thể sử dụng cái chiêu cuối của Ari, đó là của chiêu cuối của này, để thoát khỏi một cái bão đạn đó. Và sau đó là tình huống dọn dẹp combat của Viper sau. Và bây giờ thì bị Hanwha Esports họ đã có quá nhiều lợi thế trước đối phương rồi. Họ tiếp tục tạo ra một thế pressing ở khu vực đường giữa này. Và Nai bây giờ đang bị cấu rỉa máu liên tục đến từ Viper. Viper lên đồ này, lượng sát thương của ta là cực kỳ nhiều. Người ta cũng có lượng máu đến từ ngọn giáo Sojin nữa. Và bây giờ con rồng này bắt buộc phải tranh cướp đến từ bên phía BLG. Nhưng Nai chỉ còn nửa máu mà thôi, người ta không có tốc biến. Bây giờ làm sao mà vào, Peanut gồng sẵn chiêu cuối. Bên này thì bắt được Delay, nhưng Doran đang tấn công vào Shin. Zika bay vào, tấn công Nai, tấn công cả El luôn. Đồ vương hồi máu ngược trở lại, Doran nhảy lên. Điểm mà gục dành cho thành viên bên phía Hanwha Esports. Hất được một người vào tường và Viper có double kill. Đó là điểm mà gục liên tiếp cho các thành viên của bên phía Hanwha. Và quét sạch cho Hanwha Esports. Quét sạch dành cho Hanwha Esports. Và họ có luôn cả linh hồn rồng, một linh hồn rồng nước nữa. Bây giờ họ sẽ tiếp tục để lấy những công trình, cái trụ thứ hai ở khu vực đường dưới, cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa này. Tiền đã bắt đầu tranh nhau rồi, đội hình của Hanwha Esports bắt đầu dễ chơi hơn so với đội hình của BLG rồi. Và bây giờ họ có thêm cả một linh hồn rồng nữa, có vẻ như là bên phía của BLG họ sẽ cần phải nghĩ tới ván thi đấu thứ hai hơn. Hanwha Esports quá mạnh mẽ với sức càn lướt của Zeka, anh ta cướp Bikipio và lao vào giao tranh, rồi sau đó nhấp nhả lùi về như trốn không người. Còn Peanut thì bây giờ đang cố gắng để tận dụng những khả năng đẩy của mình, lấy được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa. Còn ở khu đường dưới này sẽ là một cái nhà lính dành cho Zeka cùng với cả các thành viên còn lại. Một tình huống mà đẩy đến 4 trụ của thành viên Hanwha Esports. Họ có 2 trụ đường giữa và 2 trụ đường dưới cộng một đường lính siêu cấp. Và bây giờ lùi về với chênh lệch là 6.000 tiền. Đó là một pha giao tranh mà xin mời anh Lâm. Quá khó khăn khi mà không có gấp để tiếp cận vào hang rồng này. Và các bạn có thể thấy là những cái bộ combo của BLG họ trồng vào một con Alista có bất khuất. Rồi sau đó thì Zeka các bạn nhìn thấy cướp cái phi hồ, kích đai tên lửa, rồi sau đó lùi về với chiêu E, rồi cả phi hồ nữa. Bên phía của LG họ bất lực trong việc là cố gắng ngăn cản sức mạnh của bài Sylas này.
Và hơn nữa thì Zeka có một cái đồng hồ hình như anh ta còn chưa sử dụng nữa. Đúng rồi. Và sau đó thì bên phía Highlight Sport họ càn lên thôi, mất hai người nhưng có một tiếng quét sạch và lấy luôn linh hồn rồng. Sau đó sẽ là một cái nhà lính ở khu vực đường dưới và lấy luôn, có vẻ như là tiếp cận được cái trụ thứ hai. Tôi không nhớ là họ đã lấy được hay chưa, nhưng cái trụ đầu tiên đường giữa đã bị lấy đi rồi. Trụ thứ hai cũng lấy đi rồi và các bạn có thể nhìn thấy được bây giờ chỉ còn có đường trên là BLG còn một trụ ngoài mà thôi. Còn lại thì sẽ là hai trụ bảo vệ nhà chính. Một cái con Sylas mà có phi hồ cộng với cả một cái đồ vương là anh ta cứ dùng hai lần phi hồ cho đồ vương hồi máu xong ta rút ngược trở ra. Không thể nào bắt được đến từ một chất tướng như này và đã có mũ phù thủy Ramden dành cho Zika. Anh ta thậm chí còn không lên đồng hồ 2, anh ta cứ để ra tay Seeker đấy mà thôi. Tiền quá nhiều rồi và đã có huyết kiếm từ Viper. Bây giờ thì bên phía BLG muốn hạ gục được một thành viên nào đó của Hanwha Esports là một điều không thể. Sát thương của họ không đủ ở thời điểm hiện tại nữa rồi. Rõ ràng. Thời điểm mà Wombo Combo sẽ mạnh nhất ở thời điểm 2 đến 3 món. Khi mà đối phương đã có đồ thủ rồi thì có rất nhiều phương tiện để chống Wombo Combo này. Ví dụ như cái huyết kiếm trên ngửa của Viper và cái Sojin thì anh ta có thể cơ động hơn. Còn Zeka thì có đợi thêm một cái đồng hồ nữa. Poppy thì lại quá xanh ở thời này với 3 món trang bị lớn rồi. Na của Doran thì có Na khổng lồ và thêm một cái kia Doran nữa. Tấn công. Thì đất hất được hai người đến từ D-Line và đó là một tình huống rồi. Sát thương Nai nằm xuống ngay lập tức. On đang xuống ngựa nhưng Zeka đang quẩy vào Bin. Bin đang ở thuộc dạng quá tải. Bão đạn không thực sự đẹp. Double kill dành cho Doran. Bên này thì Bin cũng đã nằm. Bin nằm thì là xong rồi. Điều gì sẽ để thua chiêu cuối của Jun chẳng để làm gì cả. Bên này Viper vẫn đang xả sát thương và eo bắn trong tuyệt vọng không dứt điểm được Peanut. Đó là một tình huống quét sạch thứ hai Hanwha Esports và họ sẽ giành chiến thắng ở ván đấu đầu tiên. Ván thi đấu đầu tiên đã có kết quả. Hanwha Esports họ sẽ vươn lên dẫn trước với tỷ số là 1-0. Một ván thi đấu mà Hanwha Esports họ thi đấu vô cùng xuất sắc. Họ tận dụng được cái lợi thế của mình ở những thời điểm sau và ở thời điểm early game. Mặc dù họ không có được những mục tiêu do cái lợi thế chất tướng thuộc về BLG, nhưng họ luôn tìm cách để có thể có được những điểm hạ gục là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là họ né những pha sử dụng tả thủ đột của con bài V này cực kỳ tốt ở người chơi đường giữa và người chơi đường trên. Từ đó thì lợi thế với chất tướng ở thời điểm đầu game không được tận dụng ngay tối đa. Và sau đó thì Highlight Sport nó tiếp tục phong tỏa con bài V này. Bên phía của BLG họ bất lực trong việc là tìm ra những sơ hở của đối phương. Và đại diện hạt giống số 1 của khu vực LCK đã vươn lên dẫn trước với tỷ số là 1-0.